Bạn có thể tiết kiệm được 50 triệu đồng một năm nhờ sử dụng chiếc xe Tata máy dầu Super Ace phiên bản 2020 hoàn toàn mới này, so với việc chúng ta đang sử dụng chiếc xe máy xăng hiện tại đang có trên thị trường. Các bạn hãy đón xem cái video này để biết được tại sao chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tata Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay Tata Mỹ Đình sẽ tập trung làm rõ cái vấn đề là chúng ta sử dụng cái máy dầu sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn như thế nào so với việc chúng ta sử dụng máy xăng. Trước mặt các bạn một chiếc xe Tata Super Ace phiên bản thùng kín đời 2020 có mũi lướt gió. Đấy, cái mũi lướt gió ở trên đầu đấy các bạn. Cái mũi lướt gió này chỉ giá 5 triệu nhá. Đấy. Chiếc xe của mình đang giới thiệu nó có một màu xanh, là ba cái màu cơ bản của nhà máy Tata. Màu trắng, màu bạc và màu xanh. Ở đây thì chúng ta có một chiếc xe máy dầu với cái công suất máy là 1.4 lít với tiêu chuẩn khí thải Euro 4 này. Đấy. Cho cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 5 lít dầu cho 100 km thôi. Các bạn có tin được không? Nếu bạn không tin được hãy đến mua xe của mình và chứng minh điều đó. Chúng ta sẽ có một chiếc xe trọng tải 1,2 tấn nhưng nó có một cái kích thước cực kỳ nhỏ. Nó rất là bé. Đấy, thì các bạn nhìn là cái thùng nó dài chỉ có 2,7 m thôi với phiên bản thùng kín. Còn với phiên bản thùng lửng hay là thùng mui bạt thì thùng của nó dài chỉ có 2,6 m thôi. Chiều cao là 1,450 m, chiều rộng là 1,450 m. Trông rất là thon gọn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cản sau như này. Đấy. Chiếc xe máy dầu thì dĩ nhiên rồi, nó được làm ra để chở ở cái phân khúc tải lên đến 3 tấn. Không tin các bạn cứ mua xe sẽ biết. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống khung gầm tiêu chuẩn châu Âu cực kỳ dày và to bản. Đây này, các bạn nhìn này. Cực kỳ dày và to bản. Đó là một trong những điều mà mình tự tin khẳng định rằng rất hiếm có những chiếc xe máy dầu nào ở cái trọng tải này mà có được một cái hệ thống khung gầm khủng khiếp như thế này. Hệ thống lốp 175 hệ thống lốp 175R14, hệ thống lốp lớn cho phép các bạn là tải nặng và không gặp bất kỳ một cái vấn đề trở ngại gì. Với chiếc xe máy dầu này các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bởi vì sao? Bởi vì nó ăn chỉ có 5 lít dầu thôi, so với một chiếc xe máy xăng các bạn sẽ tốn tới 10 lít. Đấy, các bạn tính ra một năm các bạn tiết kiệm được còn hơn 50 triệu nhiều so với việc mà mình vừa nói. Mời các bạn xem cabin này. Với một chiếc xe máy dầu chúng ta sẽ có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho với bất kỳ một bác tài xế nào đã ngồi trên xe, kể cả không biết lái cũng có thể lên trên này lái được. Một cái hệ thống cabin rất là rộng, thì không rộng, nó rất là bé thôi nhưng mà nó rất là gọn. Đấy, một cái hệ thống ốp vân gỗ này, xịn sò. Vân gỗ luôn nha các bạn. Gỗ thì nó là nhựa giảm gỗ thôi. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe có phanh ABS, có hệ thống trợ lực lái điện, kính điện, khóa điện. Xin lỗi các bạn, chưa có khóa điện nhưng đến với mình các bạn sẽ có khóa điện. Đấy là điều mình khẳng định. Các bạn có thể xem video trước của mình đã làm một chiếc xe có khóa điện của Kia rồi. Các bạn xem qua. Đây, kính điện này, đèn trần FM radio, các thứ đầy đủ. Đấy, thì trong video này thì mình chỉ khẳng định cho các bạn biết rằng các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền khi các bạn sử dụng xe này thôi. Còn về các cái trang thiết bị nội thất hay ngoại thất các bạn có thể xem các video khác của mình. Nó là chiếc xe đời 2020 hoàn toàn mới và tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 0,4 lít dầu cho 100 km so với phiên bản 2019. Tất cả mọi thứ tốt hơn, kể cả cảm giác lái. Nếu các bạn quan tâm đến nó hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chân thành cảm ơn.